Ok, chị Nhật Minh xin chào nhé, chị Bịt Nhỏ xin chào. Ok, em chào chị yêu của em ạ. Rồi, chị đang xem live của cho em thì chia sẻ cho em đúng không ạ? Chia sẻ với tất cả hội nhóm cho em nhé. Ok, chị Lily Võ xin chào. Ok, chị Thùy Trang xin chào này. Ok, chị yêu của em nhé. Bên đã gọi điện chốt hàng 18k với chị cho chị Thùy Trang, đã chốt hàng chưa ạ? Đã chốt đơn hàng 18k của chị Thùy Trang, chị Thùy Trang, chị Thùy Trang nhỉ? Ok, Nhật Minh xin chào, chị Hằng Ngắn xin chào nhé. Ok, chị Nguyễn Thị Phúc đúng không ạ? Xin chào ạ. Ok, chị Mi Trà xin chào nhé. Rồi các chị đang xem live của em thì chia sẻ giúp em một vài lượt chia sẻ tất cả các hội nhóm đúng không ạ? Ok, chị yêu của em Thùy Trang đúng không ạ? Chị inbox lại cho bên em nhé. Ok, chị Ngốc Nhóc xin chào. Ok, chị Phúc chị xin chào ạ. Rồi ok, chị Đầm Trang xin chào nhá. Chị Thủy Nguyễn em ở ngoài Hà Nội chị ạ. Chị nào đang xem live của show em thì chia sẻ giúp em một vài lượt chia sẻ tất cả hội nhóm trước được không ạ? Ok, chị Dung Kiều nhá, xin chào. Ok, chị Ngọt Ngào xin chào ạ. Rồi ok, chị Ngốc Nhóc này, chị Cúc Nguyễn đúng không ạ? Đợi em một chút đúng không, em sẽ xả hết cái chỗ này được không ạ? Đợi em một chút nhá. Rồi ok, chị Nguyễn Duyên xin chào nhá. Các chị đang xem livestream của show em thì có thể chấm bài cho em và chia sẻ giúp em một vài lượt chia sẻ. Và tất cả các hội nhóm trước đúng không ạ? Để cho đông đông người vào một chút thì em bắt đầu xả với giá là 18k nhá, chị Diễm Lệ nhá. Ok, chị Hot Dog Block đúng không ạ? Xin chào. Ok, chị Diễm Hường xin chào nhá. Chị Duyên Su Su xin chào, chị Quỳnh Chi Chi xin chào. Ok, chị Kiều Loan xin chào. Ok, chị Bé Chíu xin chào nhá. Rồi tất cả các chị nhanh chóng vào livestream của em đúng không ạ? Ok này, chị Quỳnh Chi Chi xin chào. Đấy một chút đúng không ạ? Đấy một chút nhá, cho đông đông người vào một chút thì em bắt đầu xả với giá là 18k các chị nhá. Rồi các chị nhanh chóng cho em ạ. Ok, chị Dung Kiều xin chào, chị Thế Vân xin chào nhá, chị Diễm Lệ xin chào. Ok, chị Duyên Su Su em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Ok, chị Bùi Khả Hân nhá xin chào ạ. Rồi rất là xinh luôn, các chị nhanh chóng vào livestream của em đúng không ạ? Nhanh chóng vào livestream nhá và chia sẻ giúp em một vài lượt chia sẻ tất cả các hội nhóm trước đúng không ạ? Ok, chị Thùy Trang yêu của em nhá, chị hai lần đúng không ạ? Hai lần thì kết thúc livestream này em sẽ báo nhân viên nhà em đúng không ạ? Gọi là chị chốt đơn hàng 18k chị Thùy Trang nhá. Chị Thùy Trang yêu dấu của em đúng không ạ? 18k đúng không ạ? Ok, chị Tâm Mít ướt nhá, xin chào. Chị Thế Vân xin chào, chị Huyền Con xin chào nhá. Chị Lê Trần xin chào này. Chị Phương Hảo Nguyễn xin chào, em nhìn thấy comment của chị rồi nhá. Ok, chị Quế Hằng đúng không ạ? Ok, để em một chút lát nữa đúng không ạ? Ok, chị Giang Bùi xin chào. Ok, chị Lan Nguyễn xin chào nhá. Ok, chị Trúc Lê Trần xin chào này. Rồi các chị đang xem live stream của show em thì có thể chấm bài cho em này và chia sẻ giúp em một vài lượt chia sẻ tất cả hội nhóm trước đúng không ạ? Hôm nay em lại tiếp tục xả chiếc áo này bên em với giá là 18k đúng không ạ? Mặc được hai kiểu trễ vai và không trễ vai nhá. Nên chị nào mà yêu thích cái chiếc áo này của nhà em ấy với giá bán là 18k một chiếc thì nhanh chóng comment cho em nhá. 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Ok, chị yêu Nhật Minh của em đúng không ạ? Nhật Minh bên em nó gọi điện chốt hàng 18k chưa, cho chị chưa ạ? 18k rất nhiều chị mua bên hàng của em với giá là 18k rồi đúng không ạ? Chị nào mà không được chốt thì có thể inbox cho bên em để kiểm tra hàng của mình đúng không ạ? Ok, chị Ngốc Nhóc nhá, xin chào. Rồi ok, chị Yến Thỏ xin chào, chị Loan Đinh xin chào nhá. Ok, chị Phạm Kelly đúng không ạ? Rồi các chị ơi, hôm nay bên Giáng My em tiếp tục xả cái chiếc áo đang mặc trên người em với giá bán là 18k đúng không ạ? Nên chị nào mà muốn mua chiếc và áo này của bên em với giá bán là 18k thì nhanh chóng comment cho em nhé. 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment đúng không ạ? Áo bên em hiện tại đang mặc trên người là mặc được hai kiểu đúng không ạ? Mặc được hai kiểu nhá. Một là kiểu trễ vai như em mặc, hai là các chị có thể mặc lên ngùi lên trên đây là sẽ thành không thành trễ vai luôn, thành cổ thuyền luôn đúng không ạ? Rồi chị Phạm Kim ơi, áo đang mặc hiện tại đang bán với giá là 18k một chiếc áo này đúng không ạ? Màu đỏ đô đang mặc trên người là màu đỏ đô này. Đây là màu màu hồng cam nhá. Đây là màu hồng cam, còn đây là màu đen đúng không ạ? Chị nào mà người hơi gầy một chút ấy, thì các chị có thể mặc sang màu sáng màu nhá. Còn chị nào mà hơi mập bậm nhược một chút thì các chị có thể mặc sang màu tối màu cho em đúng không ạ? Áo bên thì có đủ size. Hiện tại em đang mặc trên người là một chiếc size S đúng không ạ? Còn chiếc size M, size L, size XL, XXL và XXXL sẽ to hơn rất là nhiều nhá. Giáng My mẹ tiếp tục xả chiếc áo này với giá bán là 18k một chiếc thôi đúng không ạ? Chỉ với 18k một chiếc áo trễ vai mặc được hai kiểu với giá bán của nó là 18k một chiếc thôi. Nên chị nào mà muốn sở hữu chiếc áo đang mặc trên người của em với giá bán là 18k thì để lại cho em nhé. 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn đúng không ạ? Áo bên mặc được hai kiểu trễ vai và không trễ vai. Đằng cái đuôi áo của nó thì nó có một cái chun bo rất mặc rất là thoải mái. Các chị lưu ý cho em này, mặc rất là thoải mái đúng không ạ? Có một cái chiếc chun bo bo ở đây mặc rất thoải mái nhá.
Rồi, nhanh chóng comment cho em này, hôm nay Giáng My tiếp tục xả chiếc áo này với giá bán là 18k một chiếc thôi. Nên chị nào mà muốn sở hữu chiếc áo của em với giá bán là 18k, để lại cho em theo cú pháp nhá, 18k kèm màu mình thích và kèm theo số điện thoại của mình được không ạ? Ok này, ok chị Bà Cụ Non vẫn báo chị với giá bán là 18k, chị Bà Cụ Non nhá, hôm nay tương tác tiếp tục với em đúng không ạ? Ok, chị Sương Rồng màu hồng cam 18k, comment cho em theo đúng cú pháp của nó nhé. Là 18k kèm màu mình thích và kèm theo số điện thoại của mình. Áo bên em có đủ size từ size S cho tới size 4XL nhé. Riêng áo này bên em có đủ size từ size S cho tới size 4XL, tức là từ 40 đến 95kg là bên em có đầy đủ size của chiếc áo này đúng không ạ? Rất là nhiều size, riêng hiện tại thì em mặc trên người là một chiếc size S nhá. Còn bên em còn có cả size M, size L, size XL đến size 4XL, bên em có đủ size của áo này đúng không ạ? Ok, nên các chị mua hàng của em để lại cho em theo cú pháp nhé. 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn đúng không ạ? Mặc được hai kiểu nhá, trễ vai và không trễ vai, rất là xinh, rất là đẹp luôn đấy ạ. Lên mùa hè tới rồi thì các chị hãy sắm cho mình một chiếc áo cho em thấy rất là hợp lý trong mùa hè này đấy ạ. Bởi vì cái chất liệu của chiếc áo này thì được phụ là vô cùng đẹp luôn nhá. Chị nào mà yêu thích cái mã này nhà em thì nhanh chóng comment cho em 18k nhá. Các chị ơi, các chị lưu ý giúp em đúng không ạ? Giá bán 18k là cái giá bán áp dụng chia sẻ nhá, 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em được không ạ? Được không ạ? Ok chị Thi Nguyễn nhá. Rồi các chị ơi, để mua áo bên em với giá 18k rất là rẻ rồi đúng không ạ? Thì các chị phải chia sẻ nhá. Tại vì bên em đã xả lỗ 4 chiếc áo này với giá bán của nó là 18k một chiếc rồi đúng không ạ? Giá bán 18k rồi nên điều kiện để mua chiếc áo này là các chị phải chia sẻ thì em mới bán giá áo này với giá 18k đúng không ạ? Không chia sẻ thì em sẽ không bán giá áo này 18k các chị nhá. Rồi ok chị Hằng Pretty nhá, em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Chị nào mà muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ để không bị ẩn comment nhá. Và em sẽ nhìn thấy luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người trên livestream của mình đúng không ạ? Ok chị Thùy Trang nhá, chị Nguyễn Duyên này, rồi các chị nhanh chóng comment cho em nhá. 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em được không ạ? Rồi ok, ok chị Nhật Minh nhá, em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Ok chị Thùy Trang nhá, các chị lưu ý giúp em nhá, giá bán 18k đây là giá bán áp dụng nhá, chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm là mình có thể mua được áo này bên em với giá là 18k một chiếc áo rất là đẹp luôn đúng không ạ? Em đang mặc trên người hiện tại là một màu đỏ đô nhá, còn đây là màu hồng cam, còn đây là màu đen đúng không ạ? Với giá bán của nó vô cùng rẻ luôn, với giá bán là 18k cho một chiếc áo này thôi. Áp dụng là áp dụng chia sẻ nhá, 3 lần thôi, 3 lần trang cá nhân ở chế độ công khai cho em thì bên em mới chốt hàng cho các chị đúng không ạ? Còn nếu như các chị mua hàng với giá 18k bên em chiếc áo này mà các chị chia sẻ để ở cái chế độ mà chỉ mình để ở cái chế độ mà chỉ mình tôi hoặc là chế độ bạn bè thì em sẽ không check được chia sẻ của các chị. Thì khi bên em nhân viên bên em gọi điện chốt hàng thì các chị phải để chế độ công khai nhá. Thì em mới check chia sẻ cho tất cả các chị đúng không ạ? Ok nhá, chị Thương Hoàng đúng không ạ? 18k màu cam chính xác luôn, đã chia sẻ cho em 3 lần chưa ạ? Ok chị Candy Huệ lấy một chiếc đúng không ạ? Ok cảm ơn chị nhá. Chị Huệ Minh xin chào này. Ok chị Nhật Minh nhá, ok chị Nhật Minh yêu của em này, ok chị bé thần lần đúng không ạ? Lấy một chiếc 18k màu đô thì comment cho em nhá, 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em nhá. Các chị ơi, áo bên mặc được hai kiểu luôn nhá, kiểu này là kiểu trễ vai hoặc là các chị mà không thích ý, thì các chị có thể mặc sang kiểu không trễ vai đúng không ạ? Đằng tay áo của nó thì có một cái bo cấu rất là sang luôn. Mặc rất là thoải mái luôn các chị nhá, mặc rất là thoải mái luôn đấy ạ, đúng không ạ? Rất là đẹp luôn nhá. Cái chỗ này bao gấu rất là thoải mái luôn, mùa hè mặc rất sắn tay áo lên, mặc mát chưa ạ? Rất là mát luôn. Mở giá bán của chiếc áo này chỉ có 18k trong chiếc áo này thôi nhá. Nên các chị hãy nhanh chóng comment cho em 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. Giá bán 18k, giá áp dụng chia sẻ nhá, 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em được không ạ? Ok nhá, chị Xấu Tính xin chào đã chia sẻ đúng không ạ? Cảm ơn chị nhá. Ok chị bé thần lần một chiếc đúng không ạ? Đã chia sẻ cho em chưa? 3 lần chưa ạ? Chị Thanh Thảo ơi, ship Hồ Chí Minh là 30.000 đúng không ạ? Hồ Chí Minh là 30.000 đúng không ạ? Chị bé bơ 18k màu đen ok chị yêu của em nhá. Chị Lê Hường ok này. Rồi còn chị nào thích cái mã này nhà em với giá bán là 18k thì nhanh chóng comment cho em nhá. 18k kèm màu kèm theo số điện thoại của mình và sau đó là quay ra chia sẻ cho em nhá, 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em được không ạ? Chị nào mà không thích cái màu này có thể mặc sang màu đen cho em nhá. Màu đen mặc cũng rất là sang chảnh luôn đấy ạ. Còn đây là màu hồng cam mặc cũng rất là sang luôn nhá. Mở giá bán của chiếc áo này là chỉ có giá bán là 18k, áp dụng chia sẻ cho em được không ạ? Áp dụng chia sẻ nhá, 3 lần trang cá nhân thôi và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em được không ạ? Vì bên em đã bán giá rất là rẻ rồi. Áo bên em thì có đủ size nhá, từ size S cho tới size 4XL nhá. Từ size S cho tới size 4XL, tức là từ 40 tới 95kg của chiếc áo này thì sao em toàn hoàn toàn có size của chiếc áo này đúng không ạ?
Và hiện tại em đang mặc trên người em là một chiếc size S. Em cao 1m6 và em nặng 47kg. Và hiện tại là em đang mặc chiếc size S trên người đúng không ạ? Còn chiếc size M, size L, size XL sẽ to hơn rất là nhiều nhá. Mặc được hai kiểu này, trễ vai và không trễ vai. Ok chị Thùy Trang của em này, ok chị Hiếu Yêu đúng không ạ? 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Và các chị lưu ý cho em nhá. Và giá 18k này là giá 18k là giá áp dụng nhá, chia sẻ nhá, 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Mặc được hai kiểu rất là sang luôn, trễ vai và không trễ vai. Chất liệu của nó chất liệu voan rất là mát luôn đúng không ạ? Rất là mát luôn nhá. Ok chị Lương Vi Phương đúng không ạ? Ok chị Candy Love nhá, chị Vũ Thị Lụa đúng không ạ? Rồi còn chị nào muốn mua chiếc áo này của em với giá bán là 18k thì nhanh chóng để lại cho em theo cú pháp và nhớ quay ra chia sẻ cho em đúng không ạ? Các chị ơi, các chị muốn mà không bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ để không bị ẩn comment nhá. Hãy chia sẻ để không bị ẩn comment và em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người trên livestream đúng không ạ? Đây là màu đỏ đô nhá. Màu đỏ đô mặc rất là sang, rất là đáng yêu luôn đúng không ạ? Mặc được hai kiểu show vin hoặc là không show vin đều ok hết đúng không ạ? Show vin và mặc không show vin cũng đều ok hết kiểu này đúng không ạ? Mặc được hai kiểu luôn nhá, trễ vai và cũng không trễ vai, mặc ok luôn. Chị nào mà không thích mặc trễ vai thì các chị có thể kéo lên đây cho em một tí được không ạ? Kéo lên đây là thành một cái chiếc áo không hề trễ vai luôn đúng không ạ? Rất là đẹp, rất là sang luôn các chị nhá. Giá bán 18k, áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân ở chế độ công khai cho em nhá. Các chị lưu ý cho em này, để mua áo bên em với giá là 18k nhanh chóng thì các chị phải chia sẻ thì em mới bán đúng không ạ? Không chia sẻ không bán giá 18k nhá. Ok chị Cà Chua 60kg mặc size XL cho em nhá. Để lại cho em theo cú pháp và nhớ chia sẻ cho em được không ạ? Ok chị Đào Ngọc đúng không ạ? 18k chị lấy hai chiếc, một chiếc màu đen đoạn, một chiếc màu đen và một chiếc màu đỏ đô thì chị đã chia sẻ cho em gấp đôi số lần chưa ạ? Chị nào mà lấy hai chiếc thì các chị phải nhớ chia sẻ gấp đôi số lần cho em đúng không ạ? Vì giá bán em rất là rẻ rồi, chỉ có giá bán 18k một chiếc thôi chị Đoàn Thanh Nga nhá. Chị Đoàn Thanh Nga ơi, 18k một chiếc áo này thôi đúng không ạ? Để lại cho em theo cú pháp và nhớ quay ra chia sẻ cho em nhá. Chị Loan Nguyễn 75kg mặc size XXL cho em đúng không ạ? Là vừa khít vừa như may luôn đúng không ạ? Ok chị Thùy Trang nhá, chị Bích Thùy đúng không ạ? 18k một đỏ đô đã chia sẻ cho em chưa ạ? Ok chị Loan Đức nhá, chị Dịu Bơ đúng không ạ? Ok chị Thúy Võ Hoàng comment cho em theo cú pháp và nhớ chia sẻ cho em nhá. Các chị lưu ý cho em, áo bên mặc được hai kiểu trễ vai và không trễ vai. Em thì em hay thích mặc trễ vai thì em kéo ra, còn chị nào mà không thích mặc trễ vai các chị có thể kéo lên đây là thành cái áo cổ thuyền đúng không ạ? Rất là đẹp, rất là sang luôn nhá. Ok nhá, chị Thu Thảo Lê đúng không ạ? Có thể inbox cho em để em kiểm tra đơn hàng 18k của chị đúng không ạ? Chị Thu Thảo Lê nhá. Chị Thu Thảo Lê nhá, do men rất nhiều ăn hàng một ngày nhá. Ok chị Ngọc Quyên đúng không ạ? Em thấy chị rồi nhá. Các chị ơi, chị Tây Dâu đúng không ạ? 18k thôi chị nhá. Chị Ngọc Phạm đúng không ạ? Rồi ok chị này. Rồi còn chị nào mà muốn mua chiếc áo này của bên em với giá bán là 18k thì cũng nhanh chóng comment cho em luôn đúng không ạ? Rồi, nhanh chóng comment luôn cho em nhá. Ok chị Nhật Minh đúng không ạ? Chị Nhật Minh ơi, hôm trước bên hôm qua bên đã gọi điện cho ngân hàng 18k với chị chưa ạ? Chị Nhật Minh và chị Thu Thảo Lê cũng thế nhá. Ok nhá, chị Nhật Minh này, chị Thùy Trang cũng thấy luôn này. Rồi, ok chị Bích Lương, chị Trái Tim Băng Giá nhá, hai chiếc một đỏ đô đúng không ạ? Ok, 58kg thì chị mặc size L cho em nhá. Chị Trái Tim Băng Giá nhá, chị Thu Thảo Lê đúng không ạ? Chị Thu Thảo Lê gọi inbox cho bên em để kiểm tra hàng của mình thôi chị Thu Thảo Lê nhá. Ok chị Đoàn Thanh Nga đúng không ạ? Xem màu đen, đây là màu đen luôn chị ạ, mặc được hai kiểu nhá, trễ vai và không trễ vai, rất là đẹp và rất là sang luôn đấy ạ. Chị Thùy Trang, chị Thu Thảo Lê và chị Nhật Minh nhớ để điện thoại để em sẽ báo nhân viên kiểm tra đơn hàng 18k của ba chị đúng không ạ? Chị nhớ, ba chị nhớ. Rồi ok chị Phạm Trang đúng không ạ? Do em một ngày rất nhiều đơn hàng đúng không ạ? Rất nhiều đơn hàng một ngày đấy ạ. Ok nhá, chị Nhật Minh ok, chị yêu của em, lát kết thúc livestream này em sẽ kiểm tra hàng của mình nhá, được không ạ? Ok, chị Thu Thảo, em ở ngoài Hà Nội nhá. Rồi, còn chị nào mà muốn mua chiếc áo này của em thì cũng nhanh chóng mua cho em với giá bán là 18k một chiếc thôi. Áp dụng chia sẻ nhá, 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em được không ạ? Ok, chị Trần Lệ Thu lấy một chiếc 18k thì chị nhớ comment cho em nhá. 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn đúng không ạ? Các chị ơi, áo này em có 3 màu đúng không ạ? Màu đỏ đô, màu hồng cam và màu đen, rất là sang luôn nhá. Chị nào mà hơi gầy nhem một chút ý thì các chị mặc có thể mặc sang màu đỏ đô hoặc là màu hồng cam được, rất là sang luôn. Còn chị nào mà hơi mập một chút thì các chị hãy mà chuyển các chị mặc sang cái màu đen cho em, rất là đẹp, rất là sang luôn đấy ạ. Rất là sang, mặc được hai kiểu rất là sang luôn, trễ vai và không trễ vai, rất là sang luôn. Em thì em hay thường em thích mặc trễ vai để cho nó xinh ấy, thì mình là con gái mình phải xinh đúng không ạ? Ok nhá, chị Nhật Minh, ok chị yêu của em này, yên trí cho em nhá. Chị Minh Nhật đúng không ạ? Ok chị Diễm Xưa lấy một chiếc màu đen rồi, đã chia sẻ cho em ba lần cho em chưa ạ? Vì em đã bán giá rất là rẻ, một chiếc áo này với giá bán của nó là 18k rồi, rất là rẻ rồi. Nên các chị điều kiện để mua áo này bên em với giá 18k thì các chị phải chia sẻ nhá. Phải chia sẻ mới bán giá này đúng không ạ? Không chia sẻ thì không bán giá này đúng không ạ? Các chị tham gia nhóm nào thì chia sẻ ở đấy cũng không sao, ok hết nhá.
Ok, chị Mỹ Hạnh lấy một chiếc màu đỏ đô, chị 70kg thì chị mặc size 2XL nhá. Các chị ơi, nhiều khi comment nhiều quá bị ẩn nên các chị phải chia sẻ và tương tác thì comment sẽ không bị ẩn đúng không ạ? Ok, chị Nguyễn Thảo một chiếc màu đỏ đô, một chiếc màu hồng cam, màu đen đúng không ạ? Ui, chị Nguyễn Thảo ơi, chị bán 2 chiếc cho 2 chiếc một thôi được đúng không ạ? Chứ bán 3 chiếc không bán đâu ạ. Vì nhiều người mua quá nên sợ không đủ hàng đúng không ạ? Ok chị Thùy Trang, ok chị yêu của em nhá, chị Trang không trước ấy đúng không ạ? Ok chị Trung Nguyễn này màu đen 50kg, chị mặc size M cho em nhá. Chị Đoàn Thanh Nga ơi, chị có thể inbox comment cho em cả chiều cao cân nặng không để em gửi cho chị được không ạ? Ok chị Nhật Minh đúng không ạ? Ok Nhật Minh này, chị Lưu Dơ, chị Khuyên Nguyễn nhá. Ok chị gái nội đồng chị Diễm Hương đúng không ạ? 18k màu đen. Ok chị này. Rồi, chị đã chia sẻ cho em chưa? Các chị ơi, em xin giới thiệu lại size của chiếc áo này đúng không ạ? Hiện tại thì em đang mặc trên người là một chiếc size S nhá. Hiện tại đang mặc trên người em là một chiếc size S đúng không ạ? Còn cái chiếc size M, size L, size XL sẽ to hơn rất là nhiều. Chiếc áo này hiện tại bên em có đủ size từ size S cho tới size 4XL đúng không ạ? Riêng áo này bên em có size đến 4XL nhá, đúng không ạ? Có size tới 4XL từ 40 tới 47kg thì các chị mặc size S cho em nhá. Còn từ 48kg tới 53kg các chị mặc size M cho em. Cứ nên 5 tới 6kg các chị tăng lên một size cho em đúng không ạ? Tăng lên một size cho em nhá. Rồi, ok chị Nguyễn Thị Ánh ơi, không của chị không bị ẩn comment, em nhìn thấy comment của chị rồi nhá. Chị Buông Tay ơi, chị đã đen 62kg đúng không ạ? Chị mặc size XL cho em nhá. XXL là vừa khít vừa như may luôn chị nhá. Rồi, chị Hà Mến ơi, em cũng nhìn thấy comment của chị rồi nhá. Chị Phạm Thúy Nga một chiếc màu đỏ đúng không ạ? Size L, ok chị nhá, chị nhỏ nhẫn này. Chị Nhung nhỏ nhắn ơi, giá bán của chiếc áo này là 18k nhá. Áp dụng chia sẻ nhá, 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em được không ạ? Rồi, ok chị Yến Ngọc yêu của em nhá. Chị Ngọc Anh đúng không ạ? Giá 18k, áp dụng chia sẻ nhá. Chị Hải Yến ơi, mà giá bên em là 18k đúng không ạ? 18k một chiếc áo này thôi. Hiện tại thì em đang mặc trên người là một chiếc áo màu đỏ đô rất là xinh luôn đúng không ạ? Áo này các chị có thể mặc được hai kiểu nhá, kiểu trễ vai như em mặc, hoặc các chị có thể kéo lên làm cổ thuyền, kéo lên làm cổ thuyền rất là xinh luôn đúng không ạ? Chị nào mà không thích hở vai thì các chị có thể kéo lên làm cổ thuyền, còn chị nào mà thích mà trễ vai bệt vai thì các chị có thể kéo như em này thành trễ vai luôn đúng không ạ? Có rất là nhiều màu luôn nhá, rất là nhiều màu luôn đây, rất là nhiều màu, màu nào cũng xinh, màu nào cũng yêu luôn, với giá bán rất rẻ luôn 18k đúng không ạ? Rồi, còn chị nào muốn mua thì em không thì để lại cho em theo đúng comment nhá, 18k kèm màu kèm theo số điện thoại. Các chị lưu ý giúp em này, 18k là giá áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Thì bên em mới bán được đúng không ạ? Chia sẻ mới bán giá 18k nhá, không chia sẻ sẽ không bán giá 18k đúng không ạ? Rất là rẻ luôn, 18k thôi. Mặc được hai kiểu trễ vai và không trễ vai, mặc được hai kiểu show vin và không show vin, mặc được rất là nhiều kiểu luôn, suông hoặc là bất kỳ cái gì cũng đều ok hết nhá. Áo này các chị có thể kết hợp với quần sóc này, quần sóc, chân váy, mặc đi làm, mặc đi chơi, mặc ở nhà, mặc bất cứ nơi đâu cũng đều rất là ok luôn. Với chất liệu của chiếc áo này thì là chất liệu voan mát, rất là mát luôn đúng không ạ? Chất liệu của chiếc áo này chất liệu voan thực sự rất là mát, không những mát mà còn rất là sang luôn đúng không ạ? Không những mát còn rất là sang luôn nhá. Ok, chị Lê thì Hồng Anh lấy một chiếc màu đỏ đô size L đã chia sẻ cho em 3 lần chưa ạ? Các chị ơi, các chị lưu ý cho em nhá, để không bị ẩn comment và em chốt đơn hàng tất cả mọi người thì các chị phải chia sẻ thì em mới không bị ẩn comment đúng không ạ? Các chị hãy chia sẻ và để không bị ẩn comment nhá. Ok, chị Xuân Út một chiếc màu đỏ đô, một chiếc màu đen đã chia sẻ cho em chưa ạ? Màu đang mặc trên người em là màu hồng cam chị ạ. Ok, là chị Zen Zen thấy comment của chị rồi nhá. Chị nào mà không muốn ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ để không bị ẩn comment đúng không ạ? Giá bán 18k là giá bán áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên cái hội chợ nhóm cho em được không ạ? Áo này bên em rất là đẹp luôn đúng không ạ? Mặc được hai kiểu nhá, kiểu cổ thuyền và kiểu trễ vai, mặc kiểu nào cũng rất là xinh luôn nhá. Ok, chị Uyên Trần lấy một chiếc 18k màu đỏ đô, một chiếc màu đen đúng không ạ? Đã chia sẻ cho em chưa ạ? Ok, chị Bèo Bánh nhá, chị Hoàng Xuân đúng không ạ? Ok, chị Anh Nguyễn màu đô size L, chị Mỹ Dung ơi, ok em cảm ơn chị nhá. Rồi, ok chị Nguyễn Liên ơi, giá bán 18k một chiếc thôi, áp dụng chia sẻ nhá, 3 lần trang cá nhân ở chế độ công khai cho em được không ạ? Rồi, còn chị nào đặt hàng của em nhé, em đặt luôn cho em với giá bán là 18k một chiếc luôn được không ạ? Ok, chị Vương Thị Kim Cúc có thể inbox cho em để em chốt đơn hàng 18k chị đúng không ạ? Vì thực sự là do đơn hàng bên em rất là nhiều đơn hàng một ngày với giá 18k, rất là nhiều đơn hàng một ngày đúng không ạ? Ok, chị Trang Phan nhá, chị Thủy Nguyễn thấy comment của chị rồi nhá. Chị Lê Kiều Trinh 18k màu đen rồi, nhanh chóng chốt cho em đúng không ạ? Em sẽ tìm ra những chị nào mà chia sẻ và tương tác nữa với bên em đúng không ạ? Ok, chị Trần Thùy Trang đúng không ạ? Màu đỏ đô size S, ok chị yêu. Đỏ đô size S là như màu em đang mặc là màu đỏ đô đúng không ạ? Mặc được hai kiểu luôn nhá, trễ vai và không trễ vai, rất là xinh luôn. Các chị mà không thích mặc trễ vai thì có thể kéo lên một tí, hoặc là thích mặc bệt vai thì các chị có thể kéo xuống nhá, là mình thành một kéo trễ vai luôn. Mùa hè đến rồi thì các chị lên sắm cho mình một chiếc áo đi, em thấy rất là hợp lý đấy ạ.
Ok, chị Tâm Mít ở đây có thể tương tác tích cực với em đúng không ạ? Ok, chị Phương Trang ơi, 18k màu đen màu đỏ đúng không ạ? Rồi, 50kg mặc size M cho em chị nhá. Ok, chị Hà Thị Hương đúng không ạ? Rồi, nhanh chóng comment cho em được không ạ? Đợi em một chút nhá. Rồi, các chị lưu ý giúp em này, giá bán 18k là giá bán áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ và tương tác tích cực nhất với bên em đúng không ạ? Tương tác tích cực nhất bên em đúng không ạ? Em sẽ chọn ngẫu nhiên những chị mà mua được áo bên em với giá bán 18k nhá. Nên các chị chỉ việc là comment và chia sẻ cho em thôi là mình có thể mua được áo bên em với giá bán là 18k một chiếc rồi, rất là rẻ luôn đúng không ạ? Ok nhá, chị Vương Thị Mỹ Huyền đúng không ạ? Chất vải van rất là mát luôn chị nhá. Ok này, chị Hiền đúng không ạ? 18k chị lấy em một cái màu đen size 2XL đúng không ạ? Ok chị yêu của em nhá. Rồi còn chị nào muốn mua áo bên em với giá 18k thì cũng nhanh chóng cho em luôn để em chốt, bắt đầu chốt đúng không ạ? Em bắt đầu chốt 18k cho tất cho từng chị một đấy ạ, đúng không ạ? Em bắt đầu chốt đúng không ạ? Các chị để em một chút nhá, nên chị nào mà chưa chia sẻ các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ luôn cho em nhá. Còn chị nào mà đã chia sẻ rồi thì comment lên trên like cho em biết là các chị đã chia sẻ và chia sẻ bao lần để chốt chốt đơn hàng 18k tất cả mọi người đúng không ạ? Rất là sang luôn, mặc được hai kiểu nhá, trễ vai và không trễ vai. Tay áo của nó là tay áo ống bo đúng không ạ? Ống bo rất là sang luôn. Mùa hè này không thể thiếu những chiếc áo như mặc ra ngoài đường, nó rất là xinh luôn các chị nhá, rất là xinh luôn đấy ạ. Rồi, em sẽ chọn ngẫu nhiên những chị mua áo bên em với giá 18k cho nhanh đúng không ạ? Rồi, em xin chúc mừng nhá. Em xin chúc mừng chị đầu tiên mua được áo bên em với giá bán là 18k là chị Bùi Khả Hân đúng không ạ? Chị Bùi Khả Hân có số điện thoại 0949340216 nhá. Xin chúc mừng chị là người đầu tiên mua được áo bên em với giá 18k nhá. Rồi, tiếp theo chị thứ hai đúng không ạ? Tiếp theo chị thứ hai đúng không ạ? Em xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Hiền nhá. Chị Nguyễn Thị Hiền đúng không? Chị Nguyễn Thị Hiền có đây không ạ? Xin chúc mừng chị là người thứ hai mua được áo bên em với giá bán là 18k đúng không ạ? Các chị mà những chị nào mà được em đọc vừa mua với giá bán 18k thì nhanh chóng ấy, inbox và bổ sung địa chỉ cho em nhá, để em sẽ chốt đơn hàng 18k cho các chị đúng không ạ? Rồi, xin chúc mừng chị tiếp theo này, đợi em một chút đúng không ạ? Em sẽ check nha, em sẽ chọn ngẫu nhiên đúng không ạ? Sẽ chọn ngẫu nhiên nhá. Những chị nào mà comment nhiều nhất và trên lên trên like thì em sẽ chọn đúng không ạ? Rồi, em xin chúc mừng chị Trang Thùy, số điện thoại là 0908, để em ghi bên đây nhá, 0908 66 thì đây 660072, đen đỏ đô 60kg, 87 trên 11 đường 15 khu phố 2, phường Tân Quý, quận 7, Hồ Chí Minh đúng không ạ? Xin chúc mừng chị là người thứ ba nhá, may mắn mua được áo bên em với giá bán là 18k đúng không ạ? Rồi, tiếp theo đúng không ạ? Tiếp theo nhé, em sẽ chọn tiếp theo và ngẫu nhiên đúng không ạ? Cho nhanh đúng không ạ? Rồi, xin chúc mừng chị tiếp theo là đây một chút này. Em xin chúc mừng chị tiếp theo này là chị nào đây ạ? Chị Nhật Minh này, 0964279226 đúng không ạ? Tương tác rất tích cực của bên em đúng không ạ? Chị Nhật Minh nhá, 0964279226 này, 4 chị rồi đúng không ạ? 4 chị rồi đấy ạ. Tiếp theo một chị tiếp theo đúng không ạ? Một chị tiếp theo nào. Rồi, em xin chúc mừng này, em xin chúc mừng chị Thương Nguyễn đúng không ạ? 0986255141 đúng không ạ? Đã chia sẻ 3 nhóm và 3 lần trang cá nhân đúng không ạ? Rồi đấy là 5 chị rồi, các chị ơi 5 chị rồi nhá. 5 chị đã mua áo bên em với giá bán là 18k rồi. Nên còn chị nào mà chưa mua áo bên em với giá bán là 18k ấy ạ, thì các chị hãy nhanh chóng đúng không ạ? Tương tác với em từ đầu livestream tới cuối livestream để mua áo bên em với giá là 18k một chiếc áo, rất là đơn giản thôi. Các chị chỉ việc comment và chia sẻ thôi là mình đã có thể mua được áo bên em với giá bán là 18k rồi đúng không ạ? 5 chị em vừa đọc tên thì nhanh chóng bổ sung địa chỉ cũng như là thông tin cho em nhé, để em chốt 18k tất cả các chị đúng không ạ? Còn bây giờ thì em sẽ xin phép quay ra bán hàng luôn đúng không ạ? Vì hiện tại cái lượt view đang rất là thấp ấy, em sẽ xin phép quay ra bán hàng luôn để không để các chị chờ lại lâu đúng không ạ? Rồi, em xin bán hàng luôn nhá. Chiếc áo này bên chiếc áo này bên có mã là V1 đúng không ạ? Mã này bên có mã là V1 đúng không ạ? Với giá bán của nó rất là rẻ luôn nhá. Các chị vui lòng không comment 18k nữa đúng không ạ? Mà em đã bán hết 18k rồi đúng không ạ? Em đã bán hết những chiếc áo với giá bán 18k rồi, nên chị nào mà comment 18k bắt đầu từ giây phút này thì em sẽ hủy kết quả đúng không ạ? Em xin phép quay ra bán hàng luôn đúng không ạ? Xin phép quay ra bán hàng luôn nhá. Mã này bên có mã là V1, với giá bán của chiếc áo này rất là rẻ luôn, vô cùng rẻ luôn nhá, là 160.000 một chiếc áo này thôi. 160.000 đúng không? Các chị nghe thấy có sốc không ạ? 160.000 thôi.
Nên chị nào mà yêu thích chiếc áo này của em đang mặc trên người, mặc được hai kiểu trễ vai và không trễ vai, thì để lại cho em mã V1 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rồi comment, bắt đầu comment cho em V1 đúng không ạ? V1 với giá bán của nó là 160.000 thôi ạ. Nên chị nào mà thích cái áo này của bên em thì để lại cho em nhá, V1 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em được không ạ? Hết 18k rồi, không vui lòng không comment 18k nữa nhá. Lên móc cho em 600 người xem đầu tiếp theo em tiếp tục chốt 18k đúng không ạ? Tại vì móc người xem bây giờ không đủ 600 người xem em sẽ không chốt 18k nữa nhá. Em nên xin phép quay ra bán hàng luôn đúng không ạ? Trong khi chờ đợi lên móc 600 người xem nhá. Em xin phép quay ra bán hàng luôn đúng không ạ? Lên các chị vui lòng không comment 18k nữa nhá. Mà bây giờ em đã xin phép quay ra bán hàng rồi đấy ạ. Mã này bên em có mã là V1 này. Với giá bán của V1 là 160.000 một chiếc áo được không ạ? Có 3 màu rất là sang luôn nhá. Màu đỏ đất này, đây là màu hồng cam, đây là màu hồng đỏ đất này, màu hồng cam và màu đen đúng không ạ? Rất là đẹp, rất là sang luôn nhá. Rồi chị Bi Nguyễn chốt đơn V1 tiếp theo đầu tiên rồi này, chị Thu Hương Lê chốt đơn tiếp theo rồi ạ. Còn chị nào muốn mua bên em thì để lại cho em V1 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment đúng không ạ? Rồi chị Hiền Trần và em bán hàng đi. Ok, cảm ơn chị yêu nhá. Chị Phạm Kelly chốt đơn V1 tiếp theo rồi ạ. Chị Hồng Nga Lê không comment 18k nữa cho em nhá. Em hủy kết quả luôn đúng không ạ? Chị Trần Thắm V1, ok chị yêu của em comment cho em bổ sung số điện thoại cho em luôn nhá. Chị Hoàng Tâm 65kg mặc size XL cho em, để lại cho em V1 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em đúng không ạ? Ok, chị Hằng Nguyễn thấy comment của chị rồi đấy ạ. Để lại cho em mã V1 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em được không ạ? Ok nhá, chị Thương Nguyễn đúng không ạ? Chị bổ sung cho em được không ạ? Ok này, chị Huyền Huỳnh ạ, em chọn ngẫu nhiên nhá, chị Huyền Huỳnh nhá. Chị Thương Huỳnh lấy mã V1 thì comment cho em mã nhá. Giá bán B 160.000 đúng không ạ? Em sẽ ghim giá đây đúng không ạ? Em sẽ ghim giá đây cho các chị dễ nhìn nhá. Giá bán B em chỉ có 160.000 thôi. 160.000 rất là đẹp và rất là sang luôn. Rồi chị Liên Nguyễn cho đơn V1 tiếp theo. Các chị thì việc để lại cho em nhá, mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em trên cùng dòng comment đúng không ạ? Sao cái màu tinh gì màu tối này nhỉ? Giá bán bên em chiếc V1 này là 160.000 thôi các chị nhá. Lên chị nào mà yêu thích cái mã V1 của bên em, để lại cho em theo cú pháp V1 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment, với giá bán của nó vô cùng rẻ và ưu đãi luôn, chỉ có giá là 160.000 thôi ạ. Đúng rồi, 160 được chị nhá, 160 rồi. Rất nhiều chị đang để mã V1 rồi, cứ để lại cho em mã V1 giá bán 160 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em được không ạ? Rồi, chốt đơn tất cả mọi người rồi nhá các chị nhá. Để lại cho em nhá, V1 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em được không ạ? Ok, chị Hồng My nhá, trong cái livestream sau hãy tương tác tích cực với em được không ạ? Ok, chị Bích Trần chốt đơn rồi đấy ạ. Em thấy comment của chị Hằng Nguyễn rồi nhá, để lại cho em mã V1 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Đào Phượng vui lòng không comment 18k nữa cho em nhá, em đã quay ra bán hàng rồi đấy ạ. Để lại cho em mã V1 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em đúng không ạ? Các chị ơi, em xin nhắc lại chiếc áo này có giá bán của nó là V160. Mã chiếc áo này là mã V1 với giá bán 160 nhá. Chị nào mà thích cái mã này thì để lại cho em nhá, V1 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Với giá bán của nó là 160.000 một chiếc thôi nhá. Rồi chị Thanh Hoàng chốt đơn rồi đấy ạ, chị Bích Cổng chốt đơn, chị Lê Ngọc chốt đơn rồi nhá. Các chị cứ để lại cho em mã V1 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. Bên em còn một lần gọi điện chốt hàng với các chị nữa nên các chị đừng lo đúng không ạ? V1 bên em có đủ size nhá, từ size S cho tới size 4XL, từ 40 tới 95kg bên em có đủ size đúng không ạ? Hiện tại em mặc trên người là một chiếc size S nhá, còn cái chiếc size M, size XL sẽ to hơn rất là nhiều đúng không ạ? Em đang mặc trên người là một chiếc là một set size S nhá. Chị nào mà thích chân váy của em thì có thể comment luôn cả set V1 đúng không ạ? Chân váy với giá bán là 160, áo cũng 160 và chân váy cũng 160 đúng không ạ? Rồi chị Diễm Trần chốt đơn rồi nhá. Áo màu đen cũng như này đúng không ạ? Vẫn cũng như này đấy ạ. Với giá bán rất là rẻ luôn, chỉ có 160.000 thôi đúng không ạ? Chị nào mà yêu thích cái mã V1 của em, thích cái mã này để lại cho em nhá. Mã V1 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Ok, chị Trương Thùy đúng không ạ? Để lại cho em mã V1 với giá bán của nó vô cùng rẻ luôn, là 160.000 một chiếc thôi đúng không ạ? 160 nhá, 160 rất là rẻ luôn đúng không ạ? Rất là rẻ luôn đúng không ạ? Nên chị nào mà thích cái mã này nhà em, để lại cho em mã V1 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chất liệu của nó chất liệu van rất là mát luôn đấy ạ. Mùa hè này thì các chị lên sắm cho mình một chiếc áo thì em thấy rất là hợp lý luôn đấy ạ. Chân váy có size nhá, chị Trang Đào nhá, chân váy hiện tại đang mặc trên người em là chân váy size S đúng không ạ? Còn những cái chiếc size M, size L, XL sẽ to hơn rất là nhiều nhá. Chị nào mà thích cái mã cả set thì có thể comment cho em cả set V1 và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em được không ạ?
áo này mặc được hai kiểu nhá, trễ vai và không trễ vai đúng không ạ? Chị nào mà không thích trễ vai thì các chị có thể kéo lên một chút, còn chị nào mà thích trễ vai có thể kéo sang đây một tí được không ạ? Ok, chị Đặng Phương Thảo Lan sẽ qua mẫu khác đúng không ạ? Em đang chốt mất cái mã V rồi, em sẽ qua mẫu khác nhá. Ok, chị Lăng Như Đào chốt đơn rồi nhá. Còn chị nào muốn mua để lại cho em mã V1 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em được không ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn đúng không ạ? Với giá bán của chiếc V1 này là 160.000 một chiếc thôi, mặc được hai kiểu, trễ vai và không trễ vai nhá. Trễ vai và không trễ vai rất là xinh luôn. Còn chị nào mà thích cái chân váy của em thì có thể comment cho em là chân váy nhá. Chân váy xếp tầng với giá bán của nó là 160.000. Hoặc các chị nào có thể thích thì có thể comment cho em cả set V1 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là rẻ luôn đấy ạ. Chất vải von nhá chị Liền Nguyễn đúng không ạ? Chất vải von rất là mát luôn chị nhá, rất là mát luôn đấy ạ. Nên chị nào mà muốn mua V1 của em gửi lại cho em mã V1 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em nhá. Ok, chị Lê Ngọc chốt đơn rồi đấy ạ. Áo giá bán 160 nhá, chân váy 160 đúng không ạ? Áo bem có 3 màu nhá, hồng cam, màu đỏ đô và màu đen, rất là sang luôn đúng không ạ? Rất là sang, rất là đẹp luôn. Các chị mua hàng của bên em chỉ việc lại cho em mã V1 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rồi em sẽ qua những mẫu khác thật nhanh chóng đúng không ạ? Ok chưa ạ? Rất là sang, rất là đẹp luôn nhá. Áo V1 của em 160, còn chị nào muốn chốt cái mã V1 thì chốt luôn cho em để còn qua mẫu khác luôn đúng không ạ? Chị nào thích mã V1 thì comment cho em mã V1 luôn để em còn qua mẫu khác luôn nhá. Nhanh chóng comment cho em V1 nhá. V1 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn đúng không ạ? V1 bên vẫn có giá bán là 160 nhá, mặc được hai kiểu nhá. Ok, chị Mây chân 55kg mặc size L cho em nhá. Chị Trần Ngọc chốt đơn rồi đấy ạ. Chị Mây tan 160, chị 55kg mặc size L cho em nhé. Để lại cho em mã V1 kèm màu kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Ok, chị Huỳnh Vũ V1 màu đỏ comment cho em mã V1 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhé. Chị Quỳnh Đặng 65kg mặc size XL cho em, để lại V1 kèm màu kèm số điện thoại nhé. Hoa Nhí em lát thì em sẽ livestream sau đúng không ạ? Chị Quang Đỗ Thị 66kg mặc size XL cho em nhé. Để lại cho em V1 kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em đúng không ạ? Ok nhá, đi tiệc em sẽ cho em live sau đúng không ạ? Ok, chị Hồng Bồ V1, ok, chị này với giá bán của nó 160 nhá. Chân váy 160 và áo cũng 160, mặc được hai kiểu trễ vai và không trễ vai, rất là sang, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Chị nào không thích trễ vai, thích kín đáo có thể kéo lên một tí là mình thành một chiếc áo cổ thuyền, rất là sang luôn đúng không ạ? Rất là sang luôn nhá, rất là đẹp luôn. Tay áo thì là bo gấu luôn, tay áo bo gấu luôn đúng không ạ? Rất là sang và đẹp luôn nhá. Ok, chị Bích Huyền chốt đơn rồi ạ. Rồi, còn chị nào chốt lốt cho em, chốt lốt cho em cái mã V1 để em chuyển qua những cái mã khác bên em đúng không ạ? Ok nhá, áo cổ lên xem đúng không ạ? Thử kéo cái cổ lên xem đúng không ạ? Đây em đang kéo đây chị. Chị nào không thích trễ vai thì có thể mặc kéo lên cho em, còn chị nào thích trễ vai thì có thể kéo xuống cho em là được. Còn chị yêu thích cái chân váy của em thì comment cho em cái chân váy nhá. Ok, chị Hạnh Vũ chốt đơn rồi đúng không ạ? Ok là sale à? Tính Ngọc đi đúng không ạ? Ok, chị Hạnh Vũ này, ok xin chào nhá. Chị Lê Ngọc 53kg mặc size M cho em đúng không ạ? Mặc size M cho em nhá. Còn chị nào thích cái mã này không thì để lại cho em mã V1 nhá, kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. Các chị có thể mặc sô vin hoặc không sô vin đều ok hết đúng không ạ? Mặc sô vin hoặc là không sô vin thì đều ok hết đúng không ạ? Chị Hằng Nguyễn đã hết 18k rồi chị Hằng Nguyễn nhá. Em xin nhắc lại chiếc áo này của bên em nhá, với giá bán của nó là 160.000 đúng không ạ? Giá bán của chiếc áo này giá bán 160.000. Hiện tại em đang mặc trên người là một chiếc màu đỏ đô. Ok, chị Quang Nỗ Thi chốt đơn nhá. Chị Hạnh Vũ cho em luôn cả bổ sung cho em cả số điện thoại luôn nhá. Chị Hạnh Vũ nhá. Chị Mây Tan cũng để lại cho em V1 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rồi, chị Mây Tan lấy size M đúng không ạ? Ok, chị Hồng Nghiệp chốt đơn nhá. Ok, chị Phạm Linh chốt đơn. Ok, chị yêu của em nhá. Chân váy bên em có giá bán 160 đúng không ạ? Chân váy 160, còn áo bên em thì có giá bán 160 luôn nhá. Ok, chị Quang Đỗ Thị này rồi, khu 1A đúng không ạ? Rồi, chị Mây Tan màu đỏ đất size M đúng không ạ? Để lại cho em mã V1 kèm màu kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Các chị lưu ý khi mua hàng với em đúng không ạ? Có mã có số điện thoại bên em mới chốt được hàng nhá, không có mã không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng đúng không ạ? Chị Hạnh Vũ có thể comment lại cho em trên cùng một dòng comment cho em là V1 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Tại vì chị chỉ comment cả số điện thoại không thì em sẽ không chốt được hàng của mình đúng không ạ? Còn chị nào thích chân váy của em thì có thể comment cho em cả chân váy nhá. Chân váy bên em thì có giá bán là 160.000 đúng không ạ? Áo bên em thì có giá bán 160 đúng không ạ? Áo bên em có giá bán 160 nhá. Mặc được hai kiểu trễ vai và không trễ vai, rất là sang, rất là đẹp luôn đấy ạ. Thực sự rất là sang, rất là đẹp luôn nhá. Chân váy thì là 160.000 nhá chị Trần Ngọc nhá. Chân váy xếp tầng, tầng của nó là 2 tầng luôn chị nhá. Chị Hà Thanh 56kg mặc size L để lại cho em V1 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em được không ạ? Đây là màu hồng cam, còn đây là màu đen đúng không ạ? Màu đen cũng rất là sang luôn, các chị này màu đen thực sự rất là sang luôn. Chị nào mà hơi mập một chút ý, hoặc là vai to một chút thì các chị có thể mặc sang màu này rất là sang luôn đấy ạ.
Để lại cho em mã nhá, V1 kèm màu và kèm theo số điện thoại. Với giá bán của chiếc áo V1 này là 160.000 thôi. Hiện tại thì trên cửa hàng em đang bán chiếc áo này với giá bán của nó là 220 đúng không ạ? Nhưng trong livestream thì em sẽ giảm từ 220 xuống còn 160.000 thôi các chị nhá. Ok, chị Hạnh Vũ chốt đơn nhá. Chị Thu Hoài Hòa áo hoa em sẽ livestream sau đúng không ạ? Trong cái livestream này em sẽ like cái mã này trước nhá. Lát này em sẽ like cái mã khác sau đúng không ạ? Chất liệu van đúng không? Van rất là mát luôn chị ạ. Chất liệu van rất là mát luôn đấy ạ. Ở dưới này là dáng suông nhá, thích hợp cho anh chị nào mà bụng hơi mập một chút ấy, bụng hơi to một chút thì có thể mặc màu đen và màu này đều ra sang rất là ok. Hoặc là các chị có thể mặc suông hoặc là mặc trễ vai hoặc không trễ vai, hoặc là sô vi hoặc không sô vi đều ok hết nhá chị nhá. Ok, chị Tống Nga chốt đơn rồi đúng không ạ? Rồi chị Hà Hải chốt đơn về một màu đỏ size M đúng không ạ? Chị Linh Phạm chốt đơn rồi nhá. Chị Tống Mỹ chốt đơn rồi đấy ạ. Ok này. Rồi còn chị nào nó để lại cho chị làm thích cái mã này để lại cho em luôn để em sẽ kết thúc livestream này đúng không ạ? Em sẽ qua lại tất cả các chị cái mã này nhé em ạ. Cái mã này bên là mã A2 với giá bán 140. Chị nào mà thích cái mã A2 với giá bán 140 thì comment cho em nhé. Đây là mã A2 của em đúng không ạ? A2 bên có giá bán là 140.000, có hai màu đen và màu trắng với giá bán là 140.000 đúng không ạ? Chị nào mà thích cái mã này của em thì có việc comment cho em nhé. A2 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. A2 của em với giá bán của chiếc A2 này là 140.000, có hai màu đen và màu trắng rất là sang luôn. Hiện tại đang cầm trên tay em là một chiếc size S nhá. Còn size M, size L, size XL sẽ to hơn rất là nhiều đúng không ạ? Áo này bên có đủ size từ size S cho tới size 3XL, từ 40 tới 85kg bên có size. Nên các chị mua hàng của em chỉ việc lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment đúng không ạ? Có mã có số điện thoại mới chốt được hàng, không có mã không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng các chị nhá. Hoặc các chị có thể chụp lại màn hình và gửi qua Messenger của shop dáng mi bên đúng không ạ? Em sẽ qua lại cái mã V9 này trong khoảng 2 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái livestream này nhá. Nên còn chị nào mà chưa mua được áo bên em với giá bán là 160.000 thì để lại cho em nhá. V1 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình rất là đẹp, rất là sang luôn đấy ạ. Em thấy mùa hè tới rồi ạ, thì các chị lên sắm cho mình một chiếc áo đi, em thấy thực sự rất là cần thiết trong cái mùa hè này đấy ạ. Cái mùa hè mà nóng oi ạ, rất là nóng đấy ạ, đúng không ạ? Mặc lên người đi chị đúng không ạ? Em đã ướm thử, em rất là ngại mặc đúng không ạ? Ok, Trần Thiết chốt đơn rồi nhá. Chị Mai Thương ơi, Mai Dương có thể comment lại cho em V1 và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em được không ạ? Vì chị comment có mỗi số điện thoại không thì em sẽ không chốt được hàng cho mình đúng không ạ? Đúng không ạ? Chân váy bên em có giá bán là 160.000 nhá. Nên chị nào mà thích cái chân váy đang mặc trên người thì em bán cả set luôn đúng không ạ? Chân váy bên em có giá bán là 160.000 nhá. Rồi em sẽ chốt cái mã V1 của em trong khoảng 2 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Nên còn chị nào mà muốn mua chiếc V1 của em thì để lại cho em mã V1 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em nhé. Mặc được hai kiểu luôn, trễ vai và không trễ vai đúng không ạ? Đây là em kéo xuống thành trễ vai, hoặc các chị mà không muốn trễ vai thì các chị có thể mặc thành cổ thuyền nhá. Cổ thuyền thì kéo lên một tí sẽ thành cổ thuyền luôn đúng không ạ? Rồi ok, chị Mai Dương chốt đơn này. Rồi 1 phút nữa thôi em sẽ kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Một phút nữa thôi em sẽ kết thúc cái livestream này nhá. Nên còn chị nào muốn mua với em V1 thì để lại cho em nhá. Mã V1 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? V1 bên em có giá bán 160 đúng không ạ? Rất là rẻ, rất là đẹp luôn nhá. Bên em không có chân váy trơn đâu chị Yến Xô nhá, không có chân váy trơn đâu ạ. Váy bên em thì có giá bán 160 chị nhá, chị Hà Thanh nhá, cả set thì 160 cộng 160 cộng với ship 30 cho em là ra số tiền thanh toán hóa đơn thôi chị ạ. Mặc được hai kiểu rất là xinh luôn. V1 bên em đang mặc trên người hiện tại là màu đỏ đô nhá. Còn đây là màu hồng cam rất là sang luôn, còn đây là màu đen rất là đẹp luôn đúng không ạ? Màu đen cũng rất là sang luôn, chất liệu rất là đẹp luôn, rất là mát luôn. Hiện tại đang mặc trên người em là chiếc size S, còn cái chiếc size M, size L, XL sẽ to hơn rất là nhiều đúng không ạ? Rồi, 30 giây thôi em sẽ kết thúc cái livestream này nhá. Nên còn chị nào muốn mua cái mã V1 thì em để lại cho em V1 kèm màu kèm số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em để em kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Chị Minh Bảo inbox cho bên em, chị Minh Bảo nhá. Rồi, không còn chị nào chốt cái mã V1 nữa thì em xin kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Chị nào mà chưa kịp đặt hàng của bên em thì có thể comment cho em nhá. V1 và kèm màu kèm số điện thoại qua inbox của Messenger của shop dáng mi được cho bên em đúng không ạ? Còn bây giờ thì cũng khá là muộn rồi ấy. Em đã like khoảng hơn 3 phút rồi thì em sẽ xin kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Em sẽ kết thúc cái livestream này nhá. Và hẹn gặp lại tất cả các chị trong những livestream tiếp theo của shop dáng mi bên em đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại ạ.